ngồi đi em. Xin mời nhà gái. Đây, chào em, mời em ngồi. Thôi bây giờ mình nói lớn lên nha, hai bên cùng nghe nha các bạn. Để trước khi gặp đối phương mình hiểu một chút xíu cái đã. Mời em trai giới thiệu về mình. Xin chào MC Quyền Linh và MC Ngọc Lan và bạn gái bên kia. Em tên là Nguyễn Hữu Tường, sinh năm 1987, quê ở Tiền Giang. Hiện và tại đang kinh doanh tự do và sinh sống ở thị trấn Cần Giuộc, tỉnh Long An. Mình kinh doanh về gì? Kinh doanh về vi tính, camera và bất động sản. Mời nhà gái nào? Dạ, em tên là Nguyễn Thị Thúy Hạnh. À, năm nay em 37 tuổi, em đến từ Cần Thơ. Công việc của em là cũng là môi giới nhà đất. Môi giới bất động sản luôn? Dạ. Vậy là cùng nghề bên đây rồi đó. Dạ. Đất Cần Thơ giờ cũng ngon lắm đó. Trời, Cần Thơ giờ là thành phố thuộc trung ương là ngon rồi. À, ngon lâu rồi chứ không phải bây giờ mới ngon. Có muốn xuống Cần Thơ kinh doanh bất động sản không? Dạ, có ai xuống mua nhà đất thì ủng hộ em. Em trai. Dạ. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là rất là vui vẻ, hòa đồng, nhạy bén về phần kinh doanh. Điểm yếu là dở về vấn đề nội trợ. Nội trợ là dở thôi. Mời nhà gái nói chút xíu về ưu điểm và khuyết điểm của mình. Ưu điểm của em thì chịu khó với biết kiếm tiền. Rồi còn khuyết điểm thì tánh em hơi cọc, ăn miếng trả miếng. Là cọc luôn á? Cọc luôn hả? Chứ còn gì nữa, người ta không thích mà cứ nhào vô hoài luôn. Mỗi lần dắt khách đi coi đất mà khách không mua rồi có cọc không? Không, khách thì em ưu tiên dữ lắm. À đó, ừ. Khách em không dám ho. Không dám ho luôn hả? Hôm nào kiếm anh miếng giường ở Cần Thơ. Dạ. Có mua xuống ủng hộ em chứ, bán ế quá trời. Có mua xuống ủng hộ em chứ, bán ế quá trời. Ế quá trời á. Mùa này ế phải rồi. Mùa này ế phải rồi. Bữa nào có nào rẻ rẻ giới thiệu tôi Ngọc Lan làm miếng với Cần Thơ nha. Dạ. Rồi bây giờ mình cho nhà gái biết cái đường tình duyên của mình sao. Lấy vợ năm 2013. 2013 ly hôn năm nào? Năm 2020. Mấy con rồi? Hai đứa rồi. Hai đứa? Một trai một gái. Lớn sinh 2013, gái là sinh 2016. Rồi hiện nay hai đứa con ở đâu? Ở với mẹ. Ở với mẹ. Mẹ lo cho hai đứa nhỏ. Rồi hàng tháng chu cấp. Đường đời bên đây vậy đó. Truân chuyên quá. Nhà gái thì sao? Dạ em cũng thôi chồng cách đây 10 năm rồi. Cũng có đứa con em năm nay 16 tuổi. Trai gái em? Gái. Ở với ai cưng? Có khi thì nó ở với em, có khi thì nó ở với cha. Rồi với nội, với ngoại nó ở, em cho nó ở đều hết. Bây giờ em muốn tìm một người yêu, một người vợ tương lai thế nào hả em? Thật thà và giỏi về việc nội trợ gia đình. Rồi người ta buôn bán, ta kiếm tiền giỏi, người ta không giỏi về mà cơm nước rồi sao? Thì lúc đó nếu ấy thì mướn người làm. Thì lúc đó nếu ấy thì mướn người làm. Mướn người làm. Được. Được. Mướn người làm rồi tôi chịu. Tại vì mình phải đi ra ngoài mình kiếm tiền. Rồi em có mẫu hình lý tưởng nào không em trai? 1m58 nữa lên. Rồi. Cân nặng chắc khoảng. Anh nói nhỏ xíu không nghe. Nặng 50-60kg nói chút xíu à. Con trai mà nói nhỏ hơn con gái nhỏ, luôn. Quá nhỏ. Nói nhỏ anh ơi, anh nói lớn lên xíu được không anh? Anh ơi, anh nói lớn lên xíu được không anh? Thấy chưa? Cũng mua bán bất động sản em giới thiệu người ta rồi làm sao? À, 8 miếng đất này nè, à, bán ngang 2 dài 4, bán 100 mấy, ai nghe? Không, tại em dân đầu tư chứ không phải là môi giới. Em đầu tư hả? À. Đầu tư không phải nói cho người ta giá nhiều kia chứ. Em đầu tư hả? Đầu tư ở đâu? Nhiều lắm, ở Tiền Giang, ở thành phố Long An. Rồi bây giờ nhu cầu của nhà gái như thế nào nè? À, em muốn tìm một người... À, bao dung một tí xíu. Tại vì phụ nữ mà thích được che chở, chiều chuộng đồ. Chứ em cũng không yêu cầu nhiều, ế quá. Ế quá. Ông kiểu hiền khô, nói chút xíu rồi đó. Dạ. Về em chút em la cũng gì manh tiếng thôi. Dạ. Chút em la cũng gì manh tiếng thôi. Dạ. Em ăn hiếp được là được rồi. Em ăn hiếp được là được rồi. Ừ. Muốn dạ, bán bất động sản. Muốn đầu cao tư thấp xíu. Mập ốm ra sao để chị Lan qua chị Lan ngó cho. Em thấy thì về ngoại hình thì sao cũng được hết trơn, mà đừng có dị tật hay là xấu quá nữa, lỡ sanh con xấu tội nghiệp nó thôi. Trời. Không xấu quá đúng không? Dạ đúng. Qua cô đẹp trai không? Dạ chào nhà trai. Chào. Trời em ơi, từng nét rất là đẹp nha. Mắt bên kia miệng rất là đẹp. Đất phù sa màu mỡ một chút. Không bàn gì cái đó, chỉ bàn chi tiết trên gương mặt của em để em có thể kết hợp ra một đứa con đẹp. Mắt mũi miệng bên đó đẹp.
đẹp trai á, đẹp mà, dân Tiền Giang tôi cũng đẹp trai lắm á, điều thương cái hiền quá. Lành nói nhỏ thôi, bụng bự được không? Dạ được. Hả? Dạ được. Em thích bụng bự không? Sao cũng được, cho miễn là thiệt lòng là được rồi. Ừ. Rồi bây giờ mình hỏi người thân đây nè, mình nhà trai đi với ai? Đi với cô. Dạ con chào cô. À, chào chú Quyền Linh. Dạ. Chào cô Ngọc Lan. Dạ. Theo nhận xét của cô thì cô nhìn thì cô thấy cũng được, cũng là tùy duyên, để cho mà hai cháu nó có số điện thoại nhau để tìm hiểu. Dạ. Để mong muốn cho nó có một ngày để nó hạnh phúc và sống trọn đời. Dạ. Rồi thôi vậy xin hết. Dạ, cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Em đi với ai? Dạ em đi có mình anh. Mình nên hả? Dạ. Sao? Để chị Lan hỗ trợ cho. Em dạ. Có rủ con em mà tại nó mất đi học. Con có cho đi lấy chồng không? Cho, nó kêu em đi em mới đăng ký chương trình đó. Phải không? Nó cho rồi đúng không? Dạ. Bây giờ sao? 2, 3 mở rào. Nói lớn lên xíu nha. Trời đất ơi, nói chút xíu à. Mình cầm tặng quà rồi cái gì đó mình nói luôn cho người ta biết luôn nha. Em đi gấp quá, các em quên mua quà cho anh rồi. Không mấy em tặng em cho anh ha. Không mấy em tặng em cho anh ha. Rồi, mời hai bạn về chỗ. Hai người cảm nhận coi thấy sao? Anh thấy em sao anh? Thấy em dễ thương, thiệt. Em có đủ tiêu chuẩn để đồng hành với anh không? Được em. Có gì nói đại đi nha. Quan điểm về hôn nhân thì anh cần người hiền lành, thật thà, dẫu về nội trợ gia đình với lại chăm sóc cho con cái. Thiệt thà thì em có, hiền lành thì về chắc chút chút à, mà có tính hơi nhõng nhẽo một xíu. Còn nội trợ thì em nấu được đó, mà ăn thì em không biết. Thiệt, cái đó là em nói thiệt, tại vì công việc thì anh cũng biết rồi, thì mình tối ngày chỉ biết đi kiếm tiền thôi à. Có lâu lâu thì em thích cuối tuần cuối tháng thì tổ chức gia đình mình ăn uống tại nhà, mình nấu nướng, mình ăn uống vậy đó thì ok. Hay là nữa em anh Hùng lại mướn người làm đi. Thì nói chung là mướn người làm cũng được. Thì tại vì anh rất là dở về phần nội trợ với dọn dẹp nhà cửa. Thì nếu mà ấy thì anh với em ấy thì khoảng bao lâu đi đến hôn nhân? Em thì khi mà đăng ký chương trình thì em đã sẵn sàng rồi. Quan trọng là bên anh thôi. Thì nói chung là anh cũng muốn tìm một người hợp để cùng tiến đến hôn nhân, để còn xây dựng gia đình, phát triển cuộc sống. Hiện tại là anh đã ở thị trấn Cần Giuộc, là anh nhà của anh mới mua năm rồi và anh xây nhà lên năm rồi. Ở Cần Thơ thì em cũng môi giới, vừa làm môi giới em cũng có đầu tư nhỏ nhỏ, em xây em bán lại. Nếu mà anh với em đến thì có thể em về thị trấn Cần Giuộc được không? Anh ở đâu em ở đó? Anh ở đâu em ở đó? Thấy chưa, người ta mạnh mẽ vậy không được không? Bây giờ nè, bước tới rồi, bước về coi. Đẹp trai mọi gì mình có gì đâu sợ. Dám nắm tay không? Nói đứng sát sát, nói lớn lên. Nói cho mình nữa nha, chứ đừng hỏi người ta nữa. Anh muốn là năm sau, năm nữa gì cưới vợ anh. Đó em ha. Anh ơi thôi mình đừng nói nữa, mình bấm nút đi anh. Anh ơi thôi mình đừng nói nữa, mình bấm nút đi anh. Em thấy anh mắc cỡ hả? Kệ, chừng nào nó nói thôi. Em muốn tìm hiểu trong thời gian bao lâu? Em không biết cái đó tùy anh. Ví dụ như anh thấy là mình đủ rồi thì mình đến, còn không thì mình tìm hiểu tiếp, còn không thì mình mua bán. Em thảy khách tên cho anh thảy khách xuống cho em. Em làm cho công ty hay là em làm kinh doanh ngoài? Em làm tự do. Khách mà nó thảy qua thảy lại vậy. Nhưng mà đó giờ em làm ở Cần Thơ không hay là có làm ở tỉnh nào nữa không? Hồi trước em có muốn mua mấy công đất ở dưới Hậu Giang á, mà em bán rồi. Giờ em rút về Cần Thơ, em làm trong Cần Thơ mà. Đang phát triển thêm Sài Gòn. Sài Gòn là ở quận mấy? Sài Gòn thì em đang hướng vô Bình Tân với Gò Vấp luôn. Em có quen ai trên đó hay là môi giới sao? Em quen với chủ nhà, người ta bán kể ghẻ em mua. Thấy không? Vậy là em giỏi hơn anh rồi. Tại vì ban đầu người ta xuống ta mua nhà của em. Rồi cái ổng nói ổng bán cái nhà của ổng xong rồi ổng mới xuống mua được. Cái em hỏi nhà nhiêu, đổi với em đi rồi bù. Mà chốt giá bên em xong rồi ảnh không chịu chốt giá bên ảnh cho nên gãy. Đây giống sàn bất động sản quá.
Thẩm về trên Long An anh bán được không? Cái gì? Long An không có bán được. Tôi có mấy miếng ở Cần Giuộc không có bán được miếng nào hết trơn á. Ở dưới em không gà cũng không thấy giao dịch nữa. Mình tỏ tình đi. Mình tỏ tình. Tỏ tình đi. Làm thơ hát tỏ tình đi. Đừng nói chuyện đất đai tôi xỉu đây giờ đó. Tách chú Quyền Linh ra. Thôi nói đi. Ê, Cần Giuộc, Cần Đước, Cần Giờ gì đó, Long Thành gì đó tôi còn mới bán được. Không làm được gì hết thì bây giờ mình nói một cái câu chốt hạ để bày tỏ tình cảm của mình đi nè. Anh có bấm nút không? Anh có bấm nút không? Có. Vậy rồi, em bấm. Về đây. Rồi. Vậy đi. Nhà gái người ta chỉ chờ có nhiêu đó hả? Đưa tay vào nút bấm nào. Hai bạn bấm đi ạ. À. 1, 2, 3. Rồi bây giờ chính thức hẹn hò nhau, nắm tay nhau đi nào. Con gái ơi. Con gái. Trời ơi, ông có vợ rồi đúng không? Dạ. Đời vợ rồi đúng không? Hai con rồi đó. Ờ, à, mà kêu hung á. Cái gì? Không lên. Không. Tôi khổ ông quá à. Không có mạnh dạn lên gì hết trơn. Con Miu chưa có tiếng. Anh cứ nói đi. Anh cứ nói bình thường đi, anh cứ cầm nước đó bình thường đi. Anh đã cầm miệng. Anh đừng dặn gì hết á, không sao hết á. Lại vì anh kêu bật lo thôi, anh cứ nói bình thường để nó phun vô trong máy rồi. Em chào anh chị, em tên là Nguyễn Duy Khánh. Em sinh năm 1993, quê quán em ở Quảng Bình. Em vào lập nghiệp ở Sài Gòn. Lập nghiệp ở Sài Gòn bao lâu rồi anh? Dạ. Em hơn 10 năm rồi chị. Công việc cụ thể của em đang làm? Công việc cụ thể em là em làm bên nhà hàng phụ kỹ thuật của em làm bên kỹ thuật điện tử chị. Kỹ thuật điện tử là cụ thể là gì ta? Để bên quái lễ thôi chị. Do bên quay lại cửa về âm thanh đâu cho cô giúp cô lấy á. Rồi thu nhập một tháng bao nhiêu em? Dạ của em thu nhập tháng hơn 6 triệu chị. Rồi đủ trang trải trong ngày không? Dạ đủ chị. Từ hơn 6 triệu là thuê nhà ở với mọi người hả? Không, em ở gia đình. Nhà em ở đây hả? Dạ không, mẹ em vào đêm thuê nhà em ở đây. Gia đình em thuê ở đây? Dạ, em ở qua đây. Ừ, bố mẹ em đang làm công việc gì trong này? Dạ, mẹ em có quản lý nhà hàng. Ừ. Bố em làm bên xây dựng. Ừ. Anh có điểm mạnh, điểm yếu gì? Em điểm... Điểm mạnh, điểm yếu của anh á? À, điểm mạnh của em không thân, không điều chè, không... bị không thuộc lão không cao thê. Nói chung không rượu chè gái cuốn thuốc lá không? Không, không gái thì có chứ. Gái có như thế nào? Không, gái thì chưa tiêm được mũi, chưa tiêm được người phù hợp. Em bây giờ chưa yêu ai. Là không có mấy cái thứ như là thuốc lá, rượu chè? Không. Cà phê? Không. Dạ. Thế còn điểm yếu? Điểm yếu thì hay ngủ nước. Hay ngủ nướng. À. Có cái câu chuyện gì về cái việc ngủ nướng không? Nó gây ra tác hại anh không? Không, do mình làm về quá mệt cho nên mình ngủ nướng tí. Do công việc của mình nhiều quá nên nó mệt. Chị. Còn cái gì mà coi như là sở đoản của anh không ạ? Dạ không, em chỉ sở trường em thích nấu ăn về thích nấu ăn cho đẹp ra cửa. Thích nấu các món ăn. Món nào mà nấu giỏi nhất? Em tìm một lẩu, một cá. Em đi một lẩu, một cá là được. Đã bao giờ nấu cho người mà mình yêu ăn chưa anh? Dạ, chưa có hết. Chưa có hết. Dạ, thì nấu cho bố mẹ ăn trong gia đình. Vậy là từ xưa giờ anh chưa quen ai? Dạ, chưa yêu ai, chưa quen ai luôn. Vậy anh không có động lòng với cô gái nào sao, hay là không có để ý ai sao? Giống như mấy nị họ mà họ cứ làm lơ với anh thì tới giờ luôn. Ừ. Để ý bao nhiêu cô rồi? Thì trong công ty thì để thật qua thôi, chứ một hai cô thì qua thì chưa. Chưa sâu nặng đã hết. Nhưng mà khi mà anh để ý một người, anh thích một người thì anh sẽ có, anh để ý xong anh sẽ làm gì, bước tiếp theo anh sẽ làm gì?
Thì nếu mà được lâu thì cũng mời ta đi một nửa đô để tỏ tình mà cũng được. Bao nhiêu lần tỏ tình thất bại rồi? 2 lần. Anh kể về 2 cái lần tỏ tình thất bại. Mình thích một người đó mà người đó là chỉ kể nghĩa anh em thôi chứ không có yêu đương. Anh tỏ tình theo kiểu gì? Thì mình bây giờ mình hãy mời tại lên đô mời mời để đi uống nước này ta tức này ta tới chỗ ấy hãy rủ ta đi chơi tám chiều rồi cái lần sau thì cái người kia đầu thì bảo là làm anh em, cái người sau là sao? Cái sao về luôn anh em luôn hai người cùng anh em ấy. Rồi rủ đi uống nước đấy, người ta kêu làm anh em hết, sao kỳ vậy? Thế rủ đi uống cái khác đi. Ừ, đi xem phim, đi này kia, đi nhậu đó. Nhậu được kìa quá. Nhậu không được. Không nhậu được? À, tới trưa đi đâu nhậu đâu. Dạ. Dạ. Thế cứ rủ đi uống nước thôi à? Dạ, được rồi, đi ăn uống thôi mà không chịu. Ngay từ đầu là người ta không chịu? Ngay từ đầu họ chịu thôi chứ. Anh nghĩ là bản thân mình có một cái điểm gì mà tại sao người ta không chịu như thế? Dạ, họ trẻ mình người ổn hay là chị ngoại hình của mình. Chắc không, chị ngoại hình của mình ổn. Đó cũng là một cái nhược điểm của anh á. Dạ. Tại do ngủ nướng nhiều quá nên ngoại hình ốm đúng không? Không có, thì chị kiểu thứ bảy chủ nhật công việc nhiều quá nên ngủ tí rồi. Tại nhà thứ bảy chủ nhật đã cưỡi nhiều lắm. Dạ. Đa số mùa này là mùa cưỡi nhiều này. Nói chung là chưa yêu ai cả, kinh nghiệm tình trường chưa có gì hết luôn. Chưa có gì hết. Này ạ, này mới gọi là ế bình vững này. Chứ như ông kia mà mới có ế một năm mà gọi là ế bình vững gì. Ế bình vững luôn. Nhưng mà xung quanh anh không có ai giới thiệu hả? Mẹ anh làm nhà hàng, quản lý này kia cũng không có giới thiệu cho anh à? Dạ, cũng có giới thiệu mà họ không chịu. Họ cứ làm lỡ. Nhưng mà thật tình gọi anh cứ làm lỡ, nó đi. Rồi, về mẫu người yêu thì anh thích mẫu người như thế nào? Ngoại hình ra làm sao? Dạ, bình thường thì chị. Bình thường có hiểu gì về bố mẹ rồi. Bình thường với anh, nó khác bình thường với em với mọi người ở đây nè. Nên cái gì mình có một cái mẫu người chi tiết, cụ thể thì tụi em sẽ tìm dễ hơn cho anh ha. Ví dụ như cao bao nhiêu? Dạ, cao rồi. Hơn 1m50 chị. Đấy, bây giờ em ví dụ nha, cao bao nhiêu nè. Rồi cái gì mà anh thích ở người phụ nữ đó thì anh cứ liệt kê ra cho tụi em nha. Dạ, giá cao 1m50, ngoại hình thì dễ nhìn được rồi. Dễ nhìn là như thế nào anh? Dạ, nếu đưa vào mà có đừng anh người đừng nhuộm tóc, đừng móng tay, móng chân. Không nhuộm tóc, không sơn móng tay. Dạ, người dạ dặn gì nữa. Sơn này được không? Dạ được. Nhuộm cái này được không? À. Nhuộm này không. Cũng được hả? Nhuộm chèo không được luôn. Không. Như bà trời ơi, nhuộm này được không? Nhuộm chạy mà không được, được thôi luôn á. Có hình xăm được không? Có hình xăm được không? Xăm á, đừng để cho này ta thấy. Thấy luôn. Chỉ để ta trên tay không thấy xăm. Thấy luôn này, được không? Đó, xăm nhỏ, đừng sợ bố mẹ. Đó, xăm như chị đó được không? Được không? Dạ, nói chung thì cũng bình thường thôi, chừng gạt quả. Tóc dài hay tóc ngắn? Hát cho tặng các chị bài Quảng Bình quê ta ơi, coi nào. Hát không được hả? Trời, bài Tủ quê hương mà lại không hát được hả? Em vô đây vậy, em đủ không? Ít hát đó. Trời, làm âm thanh không biết hát là sao trời? Đó, không biết hát lên á. Rồi, còn gì nữa không? Dạ, vậy đi. Rồi, vậy bởi vì sao mà anh tìm được người yêu? Em hỏi thật luôn á. Mình cũng phải mạnh dạn, mình cũng phải nói chuyện, mình cũng phải chia sẻ. Ví dụ anh chia sẻ tụi em thì tụi em mới biết mẫu người của anh như thế nào để tụi em còn hả đi tìm cho anh cho nó dễ. Còn này là anh để cho tụi em hỏi anh xong rồi anh chia sẻ là ừ bình thường. Thì ví dụ như ngoài đường quá trời giá cô gái bình thường không sao không quen mà phải là đến chương trình, đúng không? Thì mình phải tự tin, mình phải như thế nào chứ. Như vậy là anh không được lên sân khấu hay không? Cái này tụi em nói thật. Bên em hỏi được cái động lực nào mà để anh đăng ký tham gia chương trình? Dạ, mẹ bảo lên chương trình đăng ký thử. Rồi em đăng ký một lần không được, chương trình không gọi. Em đăng ký lên 2. Nhưng mà bản thân anh có muốn tìm cái một nửa chưa? Dạ, rồi muốn đấy. Dạ, em muốn lâu lắm. Dạ, rồi em được rồi, em đăng ký cách đây 1 năm rồi. Em lên đây mà cùng phòng bản đồ mà không thấy chương trình gọi lại. Tại vì anh cũng đi về nhà sao?
chương trình nhắn gọi lại, tại vì ví dụ như khi lên sân khấu mình cũng phải tự tin, mình cũng phải nói chuyện giọng dạng để cô gái bên kia họ nghe, họ biết là mình cũng có ý chinh phục này kia, cũng giao tiếp luôn đấy, thì họ mới ấy chứ, mình phải rút kinh nghiệm lại. Dạ dạ, cái này đem kinh nghiệm lại, đem nổi nhiều hơn. Tuổi tác của mấy người đàn gái mà anh mong muốn như thế nào? Dạ, một triệu trên 6 anh. Cái tuổi đó là? Dạ. Mình cho một cái khoảng đi thì... Đi khoảng đi, khoảng đi ở đây. Ngon 196 đến 2 ngàn. 196 đến 2 ngàn. Ví dụ như bằng tuổi anh luôn được không? Dạ cũng được, bằng tuổi có tốt hơn. Vậy là khoảng nào? Khoảng nào? Bây giờ cho khoảng... Còn ngày lên từ 1993 đến trên... Đến 2000 đúng không? Dạ đúng rồi, đến 1993 đến 2000 là ok. Có vùng biển thì sao? Dạ vùng nó đây đứng cũng nó miền Tây, tại em thích. Không thích miền Tây? Dạ, cũng lẽ là em thích miền Tây. Nó vô cùng nào cũng được. Em có mấy anh chị em trong nhà thấy? Dạ em có mà ba chị em, hai chị em lấy chồng đây con mình em. Ba chị gái lấy chồng rồi, dạ. Hết trong đây luôn. Không, một chị lấy chồng ở ngoài Hà Nội, cũng chị lấy chồng ở trong đây. Ừ. Vậy là anh là con út trong nhà? Dạ em út. Ừ. Rồi, ok. Còn hỏi gì đó không em? Dạ, bây giờ là cái mức thu nhập của anh là 6 triệu một tháng á. Dạ. Thì anh đã chuẩn bị sẵn sàng như thế nào để mà cho nếu mà tìm được bạn gái thì sẽ tiến tới hôn nhân ấy, thì anh chuẩn bị như thế nào? Dạ em cũng chuẩn bị được nửa rồi. Được nửa là nhiêu anh? Được tại em về em mới xây nhà đâu xong rồi cũng được khoảng mấy trăm. Tại mình mới xây nhà ở quê xong. Là bây giờ em chuẩn bị được bao nhiêu để cưới vợ nè? Mấy trăm nè? Được 200. 200 triệu. Thì cái dự định tương lai cho mình là về quê à? Dạ, về quê. Về lập nghiệp ở quê. À, là dự định về quê lập nghiệp hả? Dạ, là xây nhà ngoài Quảng Bình hả? À, dạ, sau này mình về quê lập nghiệp. Sau này là về già, về hưởng thụ hả? Không, cũng có con trong bạn gái, bạn có chịu muốn về giờ thì về, thì vào vài năm nữa về. Nhưng mà ý của em á, dạ. Em là định về quê em ở đây. Dạ, em ở đây đã. Ừ. Một thời gian nữa em về, lập nghiệp ở quê. Ừ, về lập nghiệp ở quê thì em làm gì ở quê? Em về em mở tiệm sửa xe, về là chuyên ngành thành. Anh sáng đám cưới. Dạ, em nghe cho trả sửa xe. Hiện tại cũng đang sửa xe luôn hả? Dạ, bạn là cho hai nghề. Tức là thứ bảy nhà thì nhiều tiệc tùng thì đi làm nhà hàng à. Còn bình thường là ít việc thì là ở nhà sửa xe. Dạ đúng rồi. Là sửa cho người ta hay sửa cho mình? Dạ, sửa cho ông anh. Ông anh hả? À. Vậy là tổng thu nhập một tháng còn bao nhiêu? Còn là cái sửa xe ngoài thì em tính hàng cả anh hàng ngày lâu lâu thì mới đi làm thôi. Ừ, nhưng mà ý là ví dụ như cả hai nghề với một tháng em thu nhập được khoảng bao nhiêu? Dạ ngoài thì một tháng em có từ 2 triệu à. 2 triệu à? Với lại 6 triệu ở kia nữa là khoảng 8 triệu một tháng. Dạ. Ừ. Còn tiền nhà cửa là mẹ lo. Nghe kêu cũng phải phụ mẹ đâu anh kia. Phụ mẹ hả? Dạ. À. Dạ cũng phải phụ mẹ thôi. Phụ mẹ nữa hả? Quán dạ. Bình anh Phúc nào? Em bảo ngay bố tay chị, ngay đâu trong công nhà đi ra. Ừ, huyện bố chặt à? Dạ, huyện bố chặt. Bạn vọng phong nha kẻ bán hả? Dạ, phong nha kẻ bán, đưa ngay cái biển đưa chị. Rồi, về bên du lịch có khi lại giàu. Đúng không? Ở dạ, ngôi ninh như đang phát triển là đến sân bay quốc tế gì. Ừ. Dạ, đưa. Rồi có tiết kiệm gì để lấy vợ chưa? Ngoài cái đất xây nhà ở Quảng Bình đó thì tiền bạc mình có tiết kiệm được nhiều chưa? Dạ chưa chị, vẫn đang ít. Vẫn đang ít hả? Được khoảng bao nhiêu rồi? Trong tổng 200 chị. 200 mà có đất có nhà rồi mà tiết kiệm được 200 là cũng ok rồi. Nhà em ngoài bố mẹ cho đất đã ngoài mấy làm nhà đâu xong. Em làm xong chưa? Dạ xong rồi. Là tiền của em luôn hả? Dạ nhà cấp 4 rồi, dạ xong rồi. Thì cấp 4 thì dạ, nhà xong rồi. Nhà được rồi. Dạ. Có thế nào một tháng có 8-9 triệu mà tiết kiệm được còn đấy xây nhà là ngon rồi. Vậy là tiết kiệm dữ lắm đấy đúng không? Dạ em đâu ăn uống chơi bời đâu em. Làm không ăn uống chơi bời gì? Dạ em xong em về nhà. Từ sau này bạn có bạn gái thì có ra ra người phóng khoáng các bạn dạ, gái có không? Có chứ, có bạn gái thì đạp đựng như bạn đầy đủ chứ. Ừ, ngon cho bạn đầy đủ không? Dạ. Ừ, ok. Để bạn thiệt thôi, tôi bạn. Em là cao 1m56 hả? Dạ. Ờ, nặng 48kg, hơi nhỏ con ha. Rồi, ok, cảm ơn Khánh nha. Có gì chương trình sẽ liên hệ với em, nhưng mà phải tự tin lên nha. Ừ. Không phải là tập nói mà ví dụ như bản thân mình phải thoải mái, mình phải tự tin lên, được chưa? Ừ. Ok, cảm ơn em. Bye em.
Yeah.